Hiện nay có một hiện trạng là nhiều người biết việc hút thuốc lá là không tốt cho sức khỏe, nhưng họ thì vẫn tiếp tục hút. Có lẽ là một phần do vì họ chưa được tận mắt thấy cái sự tàn phá của thuốc lá đối với lá phổi của chính họ. Vâng, giờ đây với đoạn video mà một nữ y tá người Mỹ vừa chia sẻ trên mạng xã hội Facebook thì sẽ có nhiều người chắc chắn là phải nghĩ lại. Nếu bạn đang hút thuốc, hãy từ bỏ ngay thói quen xấu này và hướng tới một lối sống lành mạnh. Xin kính chào quý vị. Quý vị có thể phân biệt được đâu là lá phổi của một người khỏe mạnh bình thường và đâu là một lá phổi của những người hút thuốc lá hay không ạ? Tôi tin rằng nhiều người trong số quý vị hoàn toàn có thể phân biệt được. Thế nhưng nhiều người trong số chúng ta lại không biết rằng những lá phổi này, chúng hoạt động như thế nào. Hãy cùng với tôi tìm hiểu và đừng biến lá phổi của mình trở thành những lá phổi bị tàn phá bởi khói thuốc lá nhé. Chỉ với một đoạn video ngắn mô tả hoạt động của hai bộ phổi, một trong tình trạng nám đen của người hút thuốc lá lâu năm và một bộ phổi khác khỏe mạnh và hồng hào của người không hút thuốc, nữ y tá Amanda Eller sống tại bang North Carolina, Mỹ đã khiến cộng đồng mạng chao đảo. Sự mơ hồ của mọi người trước tác hại của thuốc lá đã được cô Eller chứng thực một cách chân thật nhất qua đoạn video. Bởi vì lá phổi mắc chứng tắc nghẽn mãn tính, hệ số đàn hồi không còn nên chúng sẽ phồng lên nhưng sau đó dẹp xuống ngay lập tức. Đây là lý do vì sao những người hút thuốc lá lâu năm hay gặp tình trạng khó thở. Trái ngược lại, khi bơm khí vào bộ phổi khỏe mạnh, bộ phổi phồng lên và dẹp xuống từ từ để cho phổi có đủ thời gian để xử lý oxy cung cấp cho cơ thể. Đoạn video của cô Ellen đã nhanh chóng thu hút đến hàng chục triệu lượt xem và có hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Nhiều người đang có thói quen hút thuốc đã bày tỏ sự sợ hãi khi lần đầu tiên họ mới nhìn thấy được tận mắt điều kinh khủng khi họ đã gây ra đối với cơ thể của mình. Không ít người phải tự xem xét lại việc hút thuốc và thậm chí họ tuyên bố sẽ bỏ thuốc sau khi xem đoạn video này. Hút thuốc làm tăng nguy cơ phát triển ung thư phổi của con người lên đến 23 lần và là nguyên nhân của 87% trường hợp tỷ lệ tử vong có liên quan tới phổi. Việt Nam nằm trong nhóm các nước có tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao trên thế giới với khoảng 15,6 triệu người trưởng thành sử dụng thuốc lá. Tỷ lệ này đang có xu hướng giảm sau khi nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá và lợi ích của môi trường không khói thuốc được nâng lên, tuyên truyền về tác hại của thuốc lá được đẩy mạnh và tuyên truyền sâu rộng tới cộng đồng.